Nếu có dịp đến Paris, các bạn có thể ghé qua nghĩa trang Passy để viếng mộ vua Bảo Đại. Vì nghĩa trang nơi ông nằm tọa lạc ngay trung tâm thành phố, gần như là đối diện quảng trường Trocadéro, gần tháp Eiffel, rất dễ tìm. Đây không phải là nghĩa trang lớn nhất Paris, nhưng cũng là một nghĩa trang nổi tiếng. Nếu bạn muốn ghé qua thì cân nhắc thời gian một chút xíu, vì thứ bảy và chủ nhật vừa rồi Phương có ghé nhưng nghĩa trang đóng cửa. Thứ hai quay trở lại thì người ta mới mở. Kể từ hơn 100 năm nay thì nơi đây trở thành nơi chôn cất của giới quý tộc, người giàu, những người có địa vị xã hội cao ở Pháp và cũng như ở một số nơi trên thế giới được chôn cất ở đây, bao gồm cả triết gia, họa sĩ, nhà văn, nhà thơ, diễn viên và rất nhiều người nổi tiếng. Những ngôi mộ ở đây không bị giới hạn bởi cái thiết kế và kiểu dáng. Chỉ cần bảo đảm cái không gian người ta làm trong cái không gian của cái mộ đó là được. Sau một lúc tìm không thấy thì Phương cũng gặp được một người nhân viên ở đây. Mình hỏi họ và người ta chỉ cho mình cái hướng để đến mộ của ông. Bởi vì Phương tin chắc là mộ của ông cũng rất nổi tiếng và nhiều người đến thăm. Từ ngoài cổng của nghĩa trang, bạn cứ men theo bên trái, đi vô trong và đi lên những cái bậc thang ở bên trái luôn, đi thẳng vô trong. Người ta có để một cái bản đồ nhưng nó được tối giản đến mức nhìn vô không hiểu, nên lúc đầu Phương đã quyết định tự đi tìm, nhưng cũng hơi khó. Vì nói là nghĩa trang nhỏ nhưng cũng nhiều mộ và bên trong cũng khá là rộng. Nhỏ là nhỏ so với những nghĩa trang khác thôi. Bạn đi thẳng lên trên những bậc thang này, xong đi sâu vô một chút xíu nữa. Rồi Phương sẽ hướng dẫn bạn tìm mộ của ông. Từ góc này bạn có thể nhìn rất rõ tháp Eiffel ha, nhưng mà chưa đến, bạn đi vô một chút xíu nữa. Nhìn bên phải bạn sẽ thấy có cái tượng điêu khắc màu vàng, thì mộ của ông nằm sau ngôi mộ có tượng điêu khắc đó chừng 3 dãy. Từ góc này buổi tối người ta có thể nhìn tháp Eiffel lấp lánh rất đẹp. Một nghĩa trang nằm ở vị trí đắc địa như thế này nên có thể dễ dàng hiểu được tại sao nó dành cho giới quý tộc và nhà giàu. Sở dĩ Phương lấy cái tượng điêu khắc đó làm cột mốc bởi vì ở phần này thì cái mộ này là nổi bật nhất, dễ nhìn thấy nhất. Mộ của ông nằm ở ngoài cùng của lối đi này. Cỡ 15-16 năm trước thì mộ của ông vẫn còn bằng đá thường, giống như cái mộ bên trái gì đó, và phẳng ở bên dưới. Thì không biết đã được làm lại từ khi nào. Bây giờ thì phần đá hoa cương màu đen đẹp hơn. Mộ ông nằm kế bên dãy cây, rất là mát. Đó là bên phải, và bên trái bạn nhìn chéo qua một chút xíu là thấy tháp Eiffel. Và gần tháp Eiffel là quảng trường Trocadéro, nơi mà buổi tối người ta tụ tập rất là đông để ngắm ánh đèn. Tại vì tháp Eiffel vào mỗi tối cứ từ 9 giờ trở đi thì nó sẽ chiếu sáng mỗi giờ 5 phút, lấp lánh rất là đẹp. Vua và hoàng hậu cuối cùng của Việt Nam cuối đời đều sinh sống và mất tại Pháp. Hôm nay Phương đã thăm được mộ của vua Bảo Đại. Nếu có dịp nào đó về miền Nam nước Pháp thì Phương sẽ tìm mộ của hoàng hậu Nam Phương. Khi đó Phương sẽ cho các bạn xem nha.